da mình không cho người ta đi mà đổ khờ là không cho người ta tự do, đúng không? Mà đổ khờ người ta không có. Nhưng giờ giấy gì đi thầy cũng có này. Nhưng mà giờ nói không công nhận. Thầy là sao? Thầy lên giáo hội Phật giáo thì Việt Nam thầy xin giấy tờ gì chưa? Hồi nào giờ xin hết rồi, nhưng dùng giấy chùa là không có xin. Và ban tôn giáo chính phủ, ban tôn giáo địa phương, người ta là lên cái điện ta đơn vô, rồi xong ta sẽ gửi về giáo hội, rồi giáo hội chấp hẳn ta làm cái giấy là gửi được bưu điện, là bổ nhiệm trụ trì hay bổ nhiệm chức sắc gì là gửi về chính quyền địa phương, ta nhận được rồi ta ra công văn mới. Có nghĩa là giáo hội gửi về chính quyền địa phương ra một công văn là bổ nhiệm tiếp, đặng chính quyền đó công nhận là ông sư đó đã hoàn thiện. Còn giáo hội chưa gửi về nhà nước sao ta dám làm? Còn mấy dạng nhà nước ta yêu cầu, ví dụ như chùa này ông làm đập nhiều năm mà tại sao giáo hội không làm, không bổ nhiệm? Cái là người ta hỏi ngược lại giáo hội. Cái giáo hội phải trả lời và giáo hội phải gửi về rồi ta mới ra công văn. Thì lý do cả hai bên, một bên nào cũng đòi tiền. Nhà nước thì cũng không có đóng góp gì cho đất nước chứ. Qua giáo hội, ông có đóng góp gì cho giáo hội chứ. Đà. Trăm, ví dụ như nghèo thì mấy tỷ, giàu 50 tỷ có 100 tỷ thành công. Giỡn gì cũng tiền hết à? Tu là tiên, tu là tiền là tu là tiên, tu là tiền. Không tiền, tiền không tu không tiền. Đó, cuộc sống bây giờ là Bác Hồ dẫn đường. Bác Hồ dẫn đường, có tiền thì mua cái gì cũng được, không có tiền không mua gì được. Giờ không nói là đơn giản là vợ chồng sống hạnh phúc nhất, nhưng mà sống gì cũng gì. Không tiền có sống hạnh phúc. Thầy nó quýnh lộn, chữ báo với nhau cũng vì đồng tiền. Ông chồng lấy tiền bà vợ lấy tiền ông chồng. Rồi ngày mai đã quýnh đau rầm rầm luôn. Tiền của tôi sao bà lấy? Tiền của ông sao ông xài tiền của tôi? Cãi qua cãi lại vì tiền, quýnh lộn nhau, đuổi nhau đi, dặn cái bữa nó khóc. Đi kiếm về cũng vì tiền, không? Không tiền anh em nhau lấy nhau nữa, tiền cũng bớt. Hỏi anh em bắt gặp được, nó tôi mượn mà không bắt được cái lấy, không biết. Tiền không xài mà ông hỏi tôi. Anh đó em lấy tiền nhau. Xã hội là chi phối về đồng tiền, đúng không? Đó, không đó. Có tiền là không có thể sống được. Thầy nói vợ chồng mà không mắc hạnh phúc là vì đồng tiền. Mà anh em không thuận hòa cũng vì đồng tiền, hoặc là tài sản của cha mẹ chung. Của mình thì có thể là còn ăn chơi, nhưng mà của cha mẹ nó tranh chấp với nhau, là cha mẹ là người chịu đựng là đau khổ nhất. Rồi tới hai anh em cũng là người đau khổ nhất. Một cái hàng thắng, hai là một hàng thua, thì hai bên đều khổ hết. Không có ai sướng. Thầy nói giờ hàng thắng cũng khổ mà hàng thua cũng khổ luôn, ổng nào mà sướng hết. Thầy nói cái đó mình tự hiểu, chứ đợi thầy giải thích thêm rõ là tại lý do hay sao. Vì sao mà xã hội cũng bị chi phối về đồng tiền như vậy thầy? Trời, chính mình phải hỏi đi. Giờ năng học cỡ đó rồi hỏi thầy gì lý do gì nữa. Đồng tiền mà bây giờ nó lắng áp tình cảm luôn. Đúng rồi. Giờ con có tiền là tình cảm sâu đậm và khấm khí nhau. Có thể phục vụ con 24/24 luôn. Còn con mà không cho đi rồi, một phút thôi nó cũng không muốn đứng kế bên luôn. Nó đuổi như đuổi tà. Thầy giờ là thầy thích cái gì nhất? Thầy thích vàng là thầy thích tiền? Trời ơi, hỏi lớn nhất, cuộc đời này gì mà không muốn. Lòng tham vô đáy, cái gì cũng muốn hết. Không có gì mà không muốn. Thích trai nhất. Giờ nha. Thôi đừng nói về. Giờ con nói nha. Vô rồi giỡn. Giờ có 100 triệu đi. Với lại có một người đệ tử con trai. Đẹp trai, tuấn tú, 6 múi, cao 1m9 luôn. Không, giờ đừng nói. Thì hai đó. Không, thì không, hai. Không giờ hai cái nói. Đó thì thầy sẽ chọn cái nào? Không, đừng đùa giỡn. Không. Con đã cống hiến thì cống hiến, người ta đến đàng hoàng. Mình có tiền có thể mướn hồi lại ở với thầy cũng được, nhưng mà đừng có không so sánh. Nói chuyện cái chuyện nam hay nữ nữa không hay. Mà mục đích của mình là tu. Không, có nghĩa là đệ tử vào tu thôi. Nối nghiệp thầy thôi. Chứ không có cái gì khác. Thôi mình hỏi gì mình không biết mình hỏi. Chứ cái chuyện này thầy dễ hết rồi. Tốt xấu là đợi mình là mình phải chọn lựa tương lai của mình. Đừng nói hoài cái trở ra tình cảm cái đó. Nói sao cho hết. Cuộc sống này xã hội nó nhiều. Giống như giờ thầy thích ca sĩ này, ca sĩ có chịu thầy đâu. Đâu phải là hô là muốn là chịu đâu. Chịu ở với thầy cả đời không? Tại vì ca sĩ thích gái bây giờ, đúng không? Khi gì giờ đừng nói. Mình là mỗi người có cái khách riêng của xem mình. Có ai mà giới thiệu cho thầy là gì nữa à? Đâu phải giới thiệu là dễ đâu.
mình mướn họ chưa chắc, còn họ đi mà họ ở mãi mãi. Thầy thích một người đệ tử như anh Thắng không? Nó tóm gọn là không có nói thích, mà tình nguyện tu là tình nguyện. Họ chấp nhận, họ đến với mình chứ đâu có ép tu và rủ tu được. Thầy cho em hỏi cái là em thấy nhiều người mà học rộng tài cao mà nhiều bằng tiến sĩ như thầy ấy là người ta thích nơi nào nó yên tĩnh để tịnh tu, mà sao thầy nhiều bằng cấp như thế? Thì, học cao thế mà sao thầy cứ thích ra ngoài, thầy ở những nơi mà nó gọi là phồn hoa, nó nói tu như vậy. Tu là phải khổ hạnh, tu là mình phải sửa, và tu mình phải gì, ăn học cao hiểu rộng, mình phải khiêm tốn, chứ không phải mình ngồi đó mà cứ hưởng thụ và họ cứ cống hiến cho mình tài sản nhiều là mình giàu có là mình hơn hết, hoặc là mình đông đệ tử nhất là mình giỏi, hoặc là mình tài sản chùa to Phật lớn mình coi là hơn, rồi mình chức sắc lớn là mình coi là mình lớn là không đúng. Rồi học càng cao mình phải khiêm tốn, coi mình là dốt nhất, chứ đừng nói là mình ăn học cao mình coi là mình tài trí hết, mình chửi những người ngu dốt. Là người ta học rộng tài cao là người ta thích về một nơi nào nó yên tĩnh để người ta tịnh tu, còn đây thầy là chỉ thích ra thành phố này kia, nơi mà có nhiều người thế là như thế nào? Không, tu thì nói tóm gọn lại là ở đâu có dân thì có chùa, còn nơi nào có không có dân thì ông thầy ông ăn bằng cái gì rồi ông tu, ai đến ông hướng dẫn cho tu. Và là chùa là lựa những nơi cư dân đông nhất và Phật tử nhiều người họ mới đến chùa, họ diễn Phật lễ Phật, họ có thể giúp đỡ chùa được. Còn xa dân ví dụ như 100 cây số, 200 cây số, mà giờ người giàu có nhất đi mà họ cũng có rảnh thời gian, nó họ nghỉ được có mấy tiếng hồ, mà giờ họ thời gian mà đi 100 cây số hay tốn mấy tiếng hồ, rồi về mấy tiếng hồ họ không đi, họ muốn cúng dường cũng là khó. Mà ông thầy này đã chuyên tu rồi thì đâu có sử dụng qua, đâu có sử dụng là ngân hàng, xẻ ngân hàng, đâu có sử dụng điện thoại, thì phương tiện mình đến là phải đến trực tiếp. Nếu mà chuyên tu là không sử dụng điện thoại, không sử dụng cái gì cả, rồi ở trong đó chỉ có là căn nhà lá tu thôi. Thì thế mới gọi là tu, thế thầy không phải tu à? Còn thầy là cống hiến để mình làm công tác Phật sự và mình giúp đỡ cho xã hội vượt qua khó khăn. Là mình muốn độ người là mình phải có đầy đủ vật chất thì mình độ người. Muốn nuôi nhân tài ăn học đến nơi chốn thì mình phải gì? Phải có một cái trường đại học lớn, rồi phải có 1.000 đến 3.000 phòng khách để mình cho học sinh ăn ở đi học. Rồi mình muốn nuôi người ta tu thì mình phải có phòng, một phòng một ông thầy thì ổng lo học và lo tu, có một cái phòng cố định. Rồi mình mới kiểm soát trong cái cơ sở của mình mới làm được gì. Thì nói tóm gọn là mình là chí tài, có tài là mình tìm nơi là chức vụ cao nhất, nơi là quản lý tất cả những người lớn nhất, thì mình mới gọi là nhân tài và có tài có đức. Còn mình giờ mình lựa nơi không có người, mình độ ai rồi mình có tài hơn ai. Vậy là ý của thầy là những người mà người ta tu ở nơi quy ẩn ấy là người ta không có tài hay là như thế nào? Nói gì? Thầy nói là quy ẩn là lo tu thì sao có tài được? Sao chỗ tài có tài là mình biết, mình phải có tài, mình phải giảng pháp thuyết pháp hay khâu phục được người ta mới gọi là có tài. Còn mình cứ tu không mà mình không độ được người nào thì tu một mình không tu người khác. Nhưng mà em thấy là có nhiều cái chùa trên núi người ta cũng đầy Phật tử, đầy người tới đấy. Thì cái đó là nó là đa số là tham quan du lịch thôi, chứ không phải mục đích là tu. Mà tu là không có, nó tóm gọn lại là phải có nơi có chỗ ổn định và phải được nhà nước công nhận và được cho phép, chứ không phải tu đông đến chơi là vài ba lần là họ không cho tập trung, họ đuổi hết. Thầy nói là tu trốn phòng hoa thì nhà chùa mới có cái ăn, thì giống như là trục lợi thầy. Hả? Giống như là trục lợi á. Thì cái chuyện đó thì mỗi người có một cái nghĩ, mình không có trả lời đúng sai được. Cái đó là mỗi nơi về chính quyền địa phương, mỗi nơi chùa đó, giáo hội đó quản lý. Mình không có được nói xấu qua lại. Chừng nào ta hai người ta nói xấu mình thì người ta nói xấu lại, còn không nói xấu người ta sao nói xấu. Giờ mình không chửi người ta sao ta chửi lại? Phải không? Cái gì cũng có lửa mới có khói, không tự nhiên người ta chửi mình. Là tự nhiên mình đánh người ta, kêu người ta đừng đánh lại. Cái gì không chấp nhận. Cuộc sống phải có cân bằng. Mình kiện ta kiện lại. Hỏi gì giờ, ví dụ như mình lấy đồ của ta kiện mình, cái nói tại sao ta kiện, khi mình làm gì ta mới kiện. Mà kiện qua kiện lại thì ai phải chứng minh là cái xác thực lợi. Phải có nghĩa là cái gì cũng phải có bằng chứng, chứ không phải nói bằng miệng. Mà không có bằng chứng thì ta sẽ bắt mình luôn.
mình nói láo nói xưa, còn mình đặt chuyện thì người ta bắt mình là người kiện không đúng. Ví dụ như chùa Pháp nhờ ở ông nói xấu thầy, nhưng mà người ta điều tra không đúng thì chùa Pháp là người phải lãnh hết, chịu trách nhiệm. Nhưng mà em thấy ở trên báo Giác Ngộ với lại truyền hình luôn nó đưa. Thì dù có hay truyền hình báo chí cũng là một công ty, họ thành lập ra ai thành lập cũng được, chùa cũng ai cũng thành lập được, mà báo chí họ thành lập công ty ai thành lập cũng được. Mà giờ bất cứ tổ chức gì, sự kiện trên xã hội này đều phải thành lập công ty, đều là một cái tổ chức nhỏ nhất thì ai cũng có quyền làm được, thì làm được đúng sai sai ta sẽ kiện mình, thì công ty cũng dẹp. Nói tóm gọn là báo không có báo, giờ nhiều tờ báo dẹp hết rồi, giờ cả nước không có tờ báo đài truyền hình nào hoạt động được hết, đều cho mướn kênh là kênh gì kỹ thuật số của nước ngoài, kế tiếp là các báo chí giờ cũng không hoạt động được, đều công ty hết. Giờ tất cả báo chí giờ không dám để chữ báo nữa mà để gì công ty, rồi cái quài để báo tên gì đó thì cũng là lấy cái báo cái tên của mình thôi, nhưng mà vẫn là công ty. Giờ không có báo nào hoạt động được, thầy tuyên bố thì người ta là mà báo chí có cái gì không ai đọc nữa đâu, báo viết báo chữ không ai đọc nữa, báo điện tử giờ ta còn không có thời gian đọc. Nó tóm gọn là giờ báo chí chưa nói gì báo viết báo chữ là không còn hoạt động được nữa. Rồi đến nỗi giờ hồi xưa giải trí ca nhạc ca sĩ đồ dân họ coi đông lắm, giờ đến nỗi mà giờ mời họ nhiều lúc họ còn không đi. Nên giờ những cái chương trình mà giờ nhân dân gì họ cũng biết, chỉ có mạng mà họ chỉ cần đăng ký bấm vô tên gì ca sĩ gì nó hiện lên hết, nên để nó không cần đến sân khấu, không đến, nó không còn như xưa nghe đâu hay gần hát cái hồi đó ông đùng họ chạy là họ coi. Còn giờ nghe nói hát ca sĩ nổi tiếng không tiếng gì nghe em re coi như không có, vì cuộc sống họ nghèo, lo đi làm kiếm sống, lo nuôi gia đình, nên là đi làm là chính, kiếm tiền là chính, chứ họ không có nói được còn có thời gian để nghỉ làm nghỉ đi chơi. Giờ họ thầy đến bây giờ thì thầy đã có được bao nhiêu bằng tiến sĩ rồi thầy? Không, cái chuyện học hành thì nói cái đó không nên hỏi à. Tại không phải thầy nói, nhưng mà mình tu là phải khiêm tốn, và mình học ở đâu thì trường đó người ta biết, mình đào tạo ở đâu hay mình muốn nộp hồ sơ ở đâu thì người ta sẽ xét duyệt. Chứ còn giờ bằng cấp không phải mình đem ra để mình khoe mình là ăn học cao, rồi mình khoe khoang ra mình là giỏi, mình có bằng cấp, cái đó là cái danh và lợi. Tu bắt buộc phải học, nhưng mà không phải là lấy kiến thức ra để mình khoe, mình khoe ra và mình khen mình và chê người, và cũng không được khen mình luôn. Mình cứ ta hỏi mình học tới lớp mấy, mình nói lớp mấy là đủ rồi, không nhất thiết ở chứng minh. Không lẽ giờ cô hỏi cô này hay hỏi Phật tử này học lớp mấy, cái ta nói xong chứ đây bà lấy cái bằng ra cho tôi chứng minh đi, rồi bà học ở đâu, điều tra ra làm chi, chừng nào ta nộp hồ sơ cơ quan nào, cơ quan đó sẽ kiểm tra cái bằng mình có đúng hay không. Nếu đúng thì ta cho mình làm, ta cho mình lên chức. Còn ta chi ra bằng đó, bằng không đúng hay là không phải học trường đó thì người ta nói tốn cái bằng đó tự mình ta không nhận, nên mình đi về muốn đem gì, muốn đốt, muốn xài, muốn cắt giữ, không có ai chi ra cái bằng làm gì. Giờ bằng thật cũng không ai chi, bằng giả cũng không chi, tại vì người ta không nhận mình làm. Giờ mình có bằng cũng như là giờ mình chơi. Giờ thầy nói giờ mua ai mua bằng, bấm lên mạng có hết, nhưng mà bằng nó về làm ở đâu, rồi ai công nhận? Thầy có biết chỗ không? Không, thầy đâu bao giờ mua, thầy ví dụ vậy đó. Chứ còn mua được thì thầy mua công khai luôn. Thầy đã đến trường đại học, ở giờ bán cái bằng này nhiêu, tôi mua tôi khỏi đi học. Chứ mua bằng giả chứ mua bằng thật, tại sao mua giả mà mua phải đúng chỗ? Chứ mua đâu mà ngoài đường, ngoài xá, trên trời dưới đất làm gì? Thầy không sợ, thầy bảo thầy đi tu mà thầy đi mua công khai bằng giả, không sợ thầy không sợ người ta nói thầy à? Mới nói rồi thầy ví dụ mà đã nói, thầy có nói là mua không mua, thầy nói chuyện miếu vô mua đi, thì chỉ có người nào cần họ mới mua, chứ còn tu với đó với thầy, thầy lo đi học chứ mua bằng làm gì, bằng rồi nộp đi đâu hả? Đặt thầy đâu có làm việc cơ quan nhà nước nào đâu mà làm bằng chi. Còn thầy học là bắt buộc học trường nào phải bắt cấp bằng cho thầy, còn học xong mà không có bằng là trường đó lừa thầy, hoặc là cướp tiền của thầy, học xong mà không có bằng rồi đó học lấy bằng chi, ta cần bằng ta mới đi học, chứ còn không cần bằng ta đi học để làm gì, trí tuệ người ta chỉ cần tự học cũng được rồi. À, muốn đến trường thì phải có bằng cấp, mà muốn đi học thì cũng phải có bằng cấp. Mà giờ có bằng cấp, giờ hỏi giờ thầy nói học lớp mấy rồi, trai này nè lớp 1, chứng minh học lớp 1 hồi đó cô nào dạy, có bằng cấp không? Thầy hỏi gì trả lời đi, ai cấp cho?
rồi học đó được bao nhiêu chữ rồi, khảo bài không ai. Nó hỏi ngược là người ta sao trả lời được. Cái chuyện người ta học không học là cho mình nói, mà nói mình cũng không cần, người ta biết biết làm gì, người nào cao thấp gì cái chuyện người đó, phải không? Giờ hồi bao nhiêu người giống như cỡ sáu mấy trở lên hồi đó đang chiến tranh, học trường nào, có trường đâu học. Học mà túm là cô giáo dạy chữ A, B, C, biết viết, biết đọc là thấy mừng dữ lắm. Trường đâu ra, mà ai cấp? Giờ hỏi bằng cấp, giờ mấy người mà 60, mà 70, 80 hồi đó mà nhà nghèo và không có trường lớp cũng không học, không biết cái bằng ở đâu. Thầy xưa học giỏi không thầy? Nữa, hỏi nữa. Ông lát thầy khai ăn thầy. Thầy học mà hai bằng tiến sĩ mà sao không giỏi? Để nói rồi đừng có khen mà đừng có nói cái đó không có được gì hết. Giờ thầy học có bằng tiến sĩ, giờ thầy có mua được cái chùa này không, mà mua được cái giấy tờ nữa. Có bằng tiến sĩ cũng không làm được giấy tờ nếu người ta không chấp thuận. Giờ giống như nhà mà đi mua đất mà xong giờ mình làm bằng khoáng nó không làm. Ủa, nhiều khi mua đất rồi mà có bằng có sổ hồng, sổ đất đai nhưng mà ta không cho xây dựng, đâu phải đất của người ta đâu, chính đất của mình mà tại sao xây không được. Thấy, mình phải hỏi lý do. Giống như giờ thầy tu hành giấy tờ đầy đủ nhưng mà giờ có xây chùa họ cũng hút cho. Mà giờ họ thầy ta không có giấy tờ nhưng mà chính quyền địa phương cho, anh ta khỉnh mình về, người ta dẫn xây sẵn, người ta chỉ mời mình về dẫn trụ trì. Cái địa phương nào người ta thích, người ta hiểu đạo. Nhiều độc giả là họ bình luận á, họ nói là nghi ngờ là thầy không có bằng tiến sĩ nên họ muốn biết. Chứ thầy nói là giống như là hữu danh vô thực thì họ không tin. Khi giờ cứ thầy học trường nào thì mình xuống dưới mình coi, mình hỏi hiệu trưởng, thấy không, hồi đó thầy này có học trường này hay không. Thì người ta chỉ cần nói, trời tôi thấy ông đi ra vô hoài không biết có học hay không. Tại vì đâu phải là mỗi cái khoa khác nhau, đâu có ai biết hết đâu. Rồi giáo viên lớp nào người ta biết giáo viên đó, tự nhiên cô đó không dạy cái lớp đó sao bà biết. Học phải có cô giáo chủ nhiệm, kế tiếp là học môn nào người ta mới biết mình. Còn giờ thật chỉ biết mình đến chùa người đó nhưng mà không biết nó học cái lớp nào, sao biết. Giống như giờ đệ tử đi, giờ có quy y thầy một lúc trăm người, mà giờ mốt hỏi cô từng tên thầy trong sổ.